giữa vòng xoay của thời gian, mỗi một số phận, một câu chuyện đời đáng để chúng ta cùng lắng nghe và suy ngẫm. Chưa bao giờ em dám khoe con em lên. Bằng lòng với những gì mình có, em sống có phải hy vọng. Lần đầu tiên trên sóng truyền hình với 25 giờ ghi hình liên tục tại một địa điểm, chương trình truyền hình thực tế Chuyện 25 giờ hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị khán giả những câu chuyện đời đầy nhân văn và độc đáo. Chương trình được phát sóng vào lúc 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7.